Hello, xin chào tất cả anh em nha. Lại là em đây. Sáng giờ em bận nhiều việc quá nên mới làm được có hai clip cho gửi tới anh em. Giờ thì muốn giới thiệu với anh em một số mẫu dòng classic của Nhật đến từ thương hiệu Yamaha. Và hôm nay thì em muốn giới thiệu là những dòng cao cấp của Yamaha, là những cây Yamaha GC nha. Những cây này thì được sản xuất từ những năm 197 mấy và có một vài model như đời mới hơn thì hiện nay thì em cũng có sẵn luôn. Thì cây đầu tiên em muốn giới thiệu với mọi người là cây số 1 nhá. Cây này là dòng GC5M. Cây này thì được sản xuất năm 1974. Và dòng này đặc biệt hơn với mấy cây dòng GC sau này á, đời 1976, 75, 76 á, là cây này nó được hai tấm solid nhá, là tấm trước và tấm sau, là mặt trước và mặt sau. Cây này thì hiện nay là giá em đang để trên web là 13 triệu. Nhưng mà trong clip ngày hôm nay em giới thiệu với mọi người em sẽ giảm còn là 11 năm. Dòng này thì đều được gắn là dây lavella, dây xịt cộng với cả một cái hộp zin theo đàn, là cũng là hộp xịt luôn mọi người. Rồi em báo về tình trạng dòng này một chút. Ví dụ như cây này đi thì nó cũng còn khá là mới, nhưng mà là dòng đời 1974, nó rất là hiếm nên nó không thể nào nó tránh được những cái trường hợp là gọi là chảy xước nhẹ nhẹ sơ sơ. Đó, cái này là vân tay của em đó, để em lau qua. Đây em sẽ lau luôn trên cạn line luôn. Nó rất là bóng như mọi người. Đó, mấy cái xước chấm gọi là chân chim này thì chắc là không có đáng kể gì với một cây đàn cổ mà. Đó, bộ khóa còn rất là mới chưa. Đó, tất cả mọi thứ là zin nguyên bản. Và đặc biệt hơn nữa là tất cả những cây đàn này bọn em đã căn chỉnh rất là cẩn thận. Cần và áp trình rất là thấp nhỉ. Và cây này thì cái lược dưới vẫn còn rất là cao, anh em có thể hạ được thêm mà. Rồi cây này là cây số 1 GC5M. Cây này giá là 11 năm nha mọi người. Rồi để em giới thiệu thêm. Cho xuống đi. Rồi cây này đến cây này là cây số 2. Cây này là Yamaha GC6D. Dòng Yamaha GC6D là được sản xuất năm 19, như cây này là sản xuất năm 1972. Dòng này thì đặc biệt là cấu hình là full solid nha. Mặt top là Spru, mặt lưng hông là Rosewood. Đó, dòng này thì được cái là bộ khóa nó cao cấp hơn so với thằng kia là tay ngọc. Bộ khóa rất là xịn nha. Lên tới GC15 luôn nó cũng vẫn xài khóa này nha anh em. Cây này thì trong live hôm nay á, em đang bán là 18 năm, trong live hôm nay em giảm cho mọi người còn là 17 triệu 500 cho mọi người. Cây này là cây số 2 ha. Cây này về ngoại hình á, cũng còn khá là mới, có một vết xước ở ngay đây và một chút người ta chơi theo kiểu là mình quạt nhiều á, thì chỗ này nó có hơi xước nhẹ cho mọi người. Rồi cây này là cây số 2 ha. GC6D full solid. Rồi tới cây số 3 nha. Mọi người mà cần hỗ trợ về video và hình ảnh thực tế thì cứ inbox cho em qua số Zalo 0938 522 994 là sẽ được em hỗ trợ, em gửi hình nhá. Đây cái hộp của cây GC6D là cái hộp Yamaha zin luôn nha mọi người. Hộp rất là xịn nha. Và nếu mà mọi người có muốn tới coi trực tiếp đàn, xem đàn trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh, shop em thì nằm ở tại số 294C đường Cuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú nha bạn. Anh em có thể cứ ghé đây coi, rất là nhiều mẫu luôn để anh em tha hồ lựa chọn ha. Rồi tới cây số 3. Cây này là cây GC10S. Cây này là tình trạng là đẹp line new luôn đó. Gần như là không có một vết xước luôn đó. Cây này thì được sản xuất năm 1978. Cây này cũng là cấu hình full solid. Cây này là cây số 3 nha mọi người. Cây này thì hiện tại giá trên web em đang để là 30. Nhưng mà trong live hôm nay em sẽ tính với giá ưu tiên cho mọi người là còn 28 triệu nha. Cây này thì em đã gắn dây sau rách các thứ hết rồi. Cây này thì rất là đẹp luôn. Đó, cái đầu cần của dòng này thì nó làm hơi đặc biệt hơn so với mấy thằng khác, tại là hàng cao cấp á. Về cần action thì mọi người yên tâm, rất là thẳng luôn. Mọi người có thể muốn hạ thêm xương bao nhiêu thì hạ. Những cây đàn này là em tuyển rất là kỹ nên mọi người yên tâm về chất lượng ha. Nói chung là anh em nào mà đã mua đàn bên em rồi thì chắc là cũng biết rồi. Rồi tới cây, thử cây số 4 đi. Em bấm giá 28 đi.
đây là hộp một cây GC10S này, cực kỳ xịt này. Dòng hộp này là thường thường là của mấy cây đàn Kono hay là Sakurai ấy, thì mới có hộp này thôi. Còn anh em nào mà không thích hộp này, thích đổi hộp Yamaha thì em sẽ đổi cho mọi người ha. Tới cây này là cây cây số 4 cho mọi người. Cây này cũng là GC10S giống với cây trước, cây số 3. Nhưng mà cây này thì được cái là sản xuất năm 1975 mà. Tình trạng thì cũng mới gần bằng cây đó. Nó có, để mọi người nhìn kỹ này, gần như là không thấy đâu. Khung sức nhẹ ở cái chỗ mà mình quạt này, nhưng mà gần như là không thấy. Nhưng mà cây này thì nó được cái năm sản xuất nó trước đó nó quý hơn. Bộ khóa của cây này thì giống với cây 6D vừa xong á. Đó, khóa đặc trưng của Yamaha đời cổ á. Đầu cần cũng có logo. Cây này thì hiện tại giờ em đang để với giá là 30 trên web, thì em sẽ tính cũng bằng giá với cây kia, vì là cái năm sản xuất nó lâu hơn á. Cây này là cấu hình là full solid nha mọi người. Cây này thì hiện nay là em giảm hôm nay là còn 28 à. Mọi người cần gì cứ liên hệ cho em à. Cần video test âm gì cứ alo cho em. Tại cái này em chưa có lên dây, tại vì đàn mà đàn xịn để trong nhà nhiều khi em không có muốn lên dây á. Anh em tới chơi bắt đầu test thì mình lên dây thôi. Bốn cây từ quá. Ở trong cộng không đánh con ngựa. Đánh con ngựa cái đàn nữa. Rồi. Tới cây này là cây cao cấp hơn một chút ha. Cây này là GC15. GC15 em. Cây này thì ngoại hình nó hơi có xấu một xí, do bên Nhật người ta chơi á. Nó có một nhiều có một vết xước đây này, người ta có xử lý nhưng mà bên Nhật người ta làm nhá. Em nhập được với giá rẻ thì em sẽ để cho mọi người giá rẻ. Cây dòng GC này mà line new tại thị trường Việt Nam giờ chắc cũng phải gần 50 triệu á. Nhưng mà trong line cây này thì em đang để với giá, cây này thì em đang để với giá là bán là 20 triệu. Thì trong live hôm nay em sẽ ưu tiên cây này, em sẽ giảm còn là 18 nhá. Dòng này là dòng GC tem nhú đời 1974. Là dòng tem quý nhất của Yamaha nha mọi người. Mọi người nhìn có thể nhìn cái tem này. Đó, ở trong người ta gọi tem nhú vàng. Từ bộ khóa tất cả mọi thứ là zin. Có đúng một chỗ này là nó hơi gọi là, nói thẳng luôn là người ta làm lại một chút. Đó, thì em nhập được với giá rẻ. Thì cây này hiện nay em sẽ để cho mọi người với giá là 18 à. Cây này là cây số 5 nha mọi người. Đó. Còn sau đây là cây số 6, cũng là GC15M, nhưng mà là cây đó là line new luôn. Rồi, mọi người có cần thì cứ alo cho em ha. Tất cả những cái đàn em đang review là đều có hộp xịt nha, hộp Yamaha zin cho mọi người. Có mỗi cái cây GC10S mà xong là nó ở cái hộp xịt nên em không có đổi nữa. Rồi, tới cây số 6 nha mọi người. Cây này là GC15M, sản xuất 1974. Cây này giống với cây kia nhưng mà là hàng line new. Đó, mọi người thấy không? Từ cái vết bóng này, gần như là không có một vết chày đâu. Đó, là gọi là hàng line new là sao? Line new là một cây đàn zin mà tình trạng nó còn đẹp, gần như mới, thì em gọi là hàng line new. Trong video nào em cũng có nói về cần thì mọi người yên tâm. Ở đây bọn em những cây đàn mà cao cấp của từ mà như mà mình nhập mà gọi là mấy cây và từ GC6D trở lên là gần như cần nó không có cong đâu mọi người. Gọi là hàng cao cấp cần nó ít cong lắm. Đó, việc cây này thì hiện nay em đang để với giá là 45 triệu. Trong livestream hôm nay, thì em sẽ giảm với cái giá là còn là 43 triệu nha mọi người. Cây này thì tiếng cực kỳ hay luôn. Mọi người mà có cần coi video để test âm á. Coi video mà test âm thì mọi người cứ inbox qua số Zalo cho em nha. Để em gửi video test âm cho mọi người. Nó mới tinh luôn ạ. Đó. Từ bộ khóa tới cây đầu cần này. Đó, đặc trưng khóa của Yamaha đó mọi người. Là khóa tay ngọc. Cây này là cây số 6 cho mọi người. GC15M Line New.
giá là 43 triệu nha mọi người. Ở đây em chuyển qua cây RC. Đây là 43 nha. Cây này là dòng GC41C. Cây này chỉ được sản xuất vào khoảng năm 2000 mấy nha mọi người. C là sao? Ký hiệu C đằng sau với những dòng này đó, nó là mặt tóc của nó là sedan. Dành cho mình mà ví như anh em nào mà chơi Lamenco đâu nữa thì càng hợp mà. Hoặc là chơi cổ điển thì cũng là hay ạ. Tình trạng cây này cũng là đẹp như mới nha mọi người. Cây này thì nó còn đầy đủ cả giấy tờ theo đàn luôn đó. Cây này nó còn đầy đủ giấy tờ theo đàn, em mua từ Nhật về là có luôn đó. Cây GC41C này là hàng Mắc In Japan nha mọi người, chứ không có phải là giống mấy cây mà mọi người thấy đời sau là Taiwan, không phải nha. Lưng hông này đó là mới tinh luôn. Gỗ này người ta còn gỗ này gọi là còn hiện nay thì gọi là gỗ Hundorat đó, vân rất là đẹp nha. Tóc sedan, tình trạng line new với mọi người. Khóa này, khóa dòng sau của Yamaha là đặc trưng của nó luôn, khóa zin đó. Cây này thì hiện tại ở trên trang của em đang để trên website, trên Facebook thì em đang để với giá là 55 triệu, nhưng trong live hôm nay em sẽ ưu tiên để cho mọi người với giá là 40 thôi, cuối năm em xả hàng ha. Đó, tại vì cho nhiều anh em cũng muốn mua được một cây đàn tốt đó, mọi người nhìn là thấy nó quá là mới luôn. Ai mà cần hình thì cứ inbox em sẽ gửi hình thực tế cộng với cả video test âm ha. Rồi, cây này là cây số 7 nha mọi người. GC41C là cây số 7 nha mọi người. Giá là 50 triệu nha mọi người. Rồi, với cặp này rồi. Hai cây này là cực kỳ quý này. Đàn Yamaha mà cực kỳ quý cho mọi người biết là cũng là cỡ cao cấp lắm rồi đó. Cây này là cây GC30B, dòng tem nhú, được sản xuất năm 1978. Cây này thì mặt top của nó là Spru, lưng với hông của nó là solid, gỗ Brazil Jacaranda nên nó rất là quý nha mọi người. Cây này thì cái lưng đằng sau nó khác biệt hơn mấy cây GC30A là ở Việt Nam mình thấy, mọi người thấy là người ta có đăng, anh em có đăng một số mẫu là GC30A thì á, cái lưng của nó sẽ có cái chỉ. Còn cây này thì đặc biệt hơn. Thực lòng là em ở Việt Nam em mới thấy cây này chắc là cây đầu tiên à. Tại vì nó đẹp quá. Đó, cây này thì chắc là em thấy là cây đầu tiên. Đó, rất là bóng luôn. Gỗ là gỗ quý. Cây này thì còn rất là mới nhưng mà nó có bị người ta anh em chơi này. Đó, nó có bị một cái chấm nhỏ xíu ở đây. Gần như là không có thấy đâu. Cái chỗ mà người ta chơi anh em chơi một quạt vậy á. Còn bộ khóa đặc trưng của mấy cây đàn cao cấp là khóa tay ngọc. Đó. Đầu cần có khảm và có logo Yamaha nha mọi người. Đầu cần này rất là độc này. Cây này thì giá ở trên Facebook em đang để với giá là 100 lẻ mấy ạ. Tại vì lúc nó mới về là em tính nói thật là cũng là thấy nó cũng quá quý, nhưng mà thôi bữa nay em trong live này em cũng ưu tiên để giá tốt cho mọi người. Cây này thì hôm nay em sẽ giảm với giá cực kỳ tốt nha. Giá là 88 triệu nha mọi người. Anh em cần thì có thể inbox cho em ha. Giá 88 triệu ha. Rồi ok. Em ưu tiên có cây này em giảm trong tháng này nha. Tháng sau anh em mua là giá khác. Rồi ok. Ok mọi người ha. Cây này là cây số 8. GC30B. GC30B cây số 8 nha mọi người. Giá sale là 88 triệu ha. Cây này là cực kỳ quý nữa. Cái hộp của mấy cái Yamaha mà cao cấp này nó đặc biệt lắm nha. Đây chút em cho mọi người coi ha. Rồi đến em này thì Việt Nam chắc cũng không có mấy cây đâu.
Cây này là Yamaha GC60. Giá xuất xưởng của cây đàn này, giá xuất xưởng của cây đàn này là 1 triệu yên luôn đó mọi người, khoảng 200 triệu. Cây đàn này thì còn rất là mới luôn. Nó cũng nói chung là một cây đàn, dòng cây này thì nó được sản xuất là năm 2006. Đó, cái mặt nó cũng rất là đẹp này. Mọi anh em mà nhìn kỹ, em để gần đi thì thấy nó có một cái vết xước ngay đây này. Đó. Đó, gần như mọi người nhìn kỹ lắm để cái ánh đèn mới thấy. Đó, cây này rất là mới ha. GC60. Gỗ lưng của nó cũng là Brazil luôn đó mọi người. Nhưng dòng sau này á thì nó không còn gỗ Brazil nữa thì nó không làm. Nhưng mà cây này thì nó được sản xuất khoảng năm 2000 mấy thì gỗ của nó vẫn là gỗ Brazil nha anh em. Đó, rất là mới luôn. Từ bộ khóa của cây dòng cao cấp sắt. Đó, khóa này là khóa thường thường của mấy cây đàn Tây Ban Nha thì hay có khóa này. Đầu cần nó cũng có khảm nha mọi người. Đó, rất là đặc biệt. Cây này thì hiện nay em đang để giá ở trên web với cả trên fanpage guitar Nhật của em là 120 triệu. Nhưng mà trong livestream hôm nay em sẽ giảm cho mọi người còn là 110 triệu ha. Anh em mà cần hình ảnh thực tế cộng video test âm thì cứ inbox cho em số Zalo 0938 522 994. Zalo của em là Hà Chiến đấy mọi người. Chắc để mai em đổi tên thành Chiến đẹp trai quá. Thôi tiện có video này em để ghi cái này là 110 triệu. Hiện có cái video này thôi thì em review thêm cho mọi người hai cây đàn cao cấp đến từ thương hiệu Tamura với Kono đi. Ngày mai em cũng có về thêm một cây Kono Special nữa, 1991 nữa. Cây đó thì cũng đẹp lắm nhưng mà trời, GC mà còn sót luôn. Với cả thêm một cây này nữa nha anh em. Cây này là cây số 10 cho mọi người. Cây này là GC31C. GC30. Cây này là GC30 cho em thường nha mọi người. Cây này thì hiện nay á, em đang dự tính là em bán với giá là 25 triệu. Hàng vừa về em chưa có đăng luôn. Cây này là đẹp như mới luôn. Cây này thì bữa nay em đang dự tính là đang bán 25 triệu nhưng mà trong live hôm nay em sẽ để cho mọi người giá là 23 triệu 500 ha. Cây đàn rất là mới luôn. Dòng GC30 mới tinh luôn ạ. Bộ lưng này mọi người. Đó. Cây này là full solid nha mọi người. Cây này là top của nó là sập blue, gỗ sập blue thông rất là già. Mặt sau nó là Josegood. Đó. Anh em cứ cần hình ảnh video thì cứ nhắn tin cho em. Rồi, cây này là cây GC30, cây số 10. GC30 cây số 10 nhá. Giá là 23 triệu 500 mà. Điện đây có video thì em giới thiệu luôn thêm cho mọi người hai cây này đi. Rồi thôi, em cũng nghỉ cũng mệt lắm rồi. Đại ngày hôm nay cũng hơi nhiều việc à. Cây đàn này là cây này là Mitsuru Tamura No 2000, được sản xuất năm 1978. Mà cây này á, thường thường những cây mà sản xuất năm 1978 á, ít có cây nào mà nó đẹp như cây này lắm mọi người. Cây đàn này nó mới tinh à, và gỗ ở sau lưng của nó cũng là Brazil, nhưng mà cái này là Brazil Rosewood nha mọi người. Đó. Cây đàn mới tinh luôn ạ. Đó, đầu cần đặc biệt của dòng Tamura đó. Mitsuru Tamura nha mọi người. Cây này thì hiện nay em đang để với giá ở trên em đăng là 55 triệu. Đang đăng là 65 triệu. Sau một bữa em có giảm xuống đâu là còn 60 thì thôi, trên livestream hôm nay em sẽ giảm cho mọi người số đẹp luôn. 50 triệu chắn nha mọi người. Đó. Tạ Mitsuru Tamura No 2000, tình trạng là live new luôn. Ít có cây nào mới như cây này lắm. Có chỉ có một chỉ cần nhá. Đó, dòng những dòng khác thì nó có chỉ cần, có Yamaha thì nó ít có làm chỉ cần lắm mọi người.
Mà cái chỉ cần này ở đây á là một thanh mun gỗ thật, nó khoét từ trong đằng này sang bên này. Chứ còn với những cây đàn thấp của mọi người, cái chỉ cần của nó chỉ là một miếng gỗ mỏng thôi, nó không có tác dụng gì. Với những cây đàn cao cấp á, cái chỉ cần này nó là chống cong cần luôn nha mọi người. Cây đàn số 11 nha mọi người. Cây đàn số 11 Mitsuru Tamura No 2000 mới tinh luôn. Cây này là giá là 55 triệu nha. Bán giá là 50 triệu nha mọi người. Giá em giảm trong live hôm nay là còn 50 triệu trắng cho mọi người. Tiện em giới thiệu luôn, không mất công mai phải chờ có mấy cây đàn xịn thì mới giới thiệu một lần với mọi người được, nên tôi giới thiệu luôn. Cây này thì chắc là anh em, với anh em mà ai chơi đàn Nhật thì với thương hiệu này chắc không còn quá xa lạ gì nữa. Masaki Kono Professionalzy. Cây này mặt top của nó cũng là Subru, mặt top là Subru, lưng hông của nó là gỗ Brazil Jacaranda nha mọi người. Cây này thì hiện nay á, nếu dòng này thì chắc là ở hiện nay ở Việt Nam mình cũng nhiều anh em cũng đã sử dụng qua lắm. Nhưng cây này thì nó được một cái là cái size của nó là size 650, nên nó rất phù hợp với người châu Á mình. Anh em bấm chơi nó rất là nhẹ nhàng, thao tác rất là dễ. Cây này hiện nay giá em đang để là 105 triệu, nhưng trong live hôm nay em sẽ giảm xuống còn là 92 triệu nha mọi người. Mitsuru Tamura. Ở đâu cây này là bao giờ? Masaki Kono là ông con, còn Mits giờ còn là ông mặt giờ Masaru là ông thầy. Đó, cây này là Sakurai Kono Professionalzy. Cây này thì được sản xuất là năm 2003. Vì ông thầy ông năm 1998 là ông thầy ông mất, ông chết mất tiêu rồi. Đâu ai làm đàn nữa đâu, nên từ năm 2002, từ năm 1998 là đã giao lại cái xưởng làm đàn cho ông Sakurai rồi nha mọi người. Đó, cây đàn rất là mới nha. Đầu cần đặc trưng của Kono này. Khóa đàn này rất là đẹp ha. Đặc biệt là dòng Kono thì nó có hai cái chỉ cần đằng sau này mọi người. Đó, đặc biệt là có hai chỉ cần đằng sau nha. Cây đàn này là rất là đẹp nha mọi người. Anh em nào có cần hình ảnh thêm hoặc là video test âm thì cứ nhắn tin riêng cho em. Số điện thoại 0938 522 994 hoặc là đến trực tiếp showroom đàn của em, là địa chỉ là 294C đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Cảm ơn anh em. Chào, xin chào anh em.